Chào các bạn yêu tử vi. Một lá số kế tiếp là một cái lá số cho ngày sinh là ngày 28 tháng 10 năm 1973, đó là dương lịch. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 10 năm Quý Sửu, lấy cái giờ là giờ Thìn. Thì bây giờ mình mời mời bạn Phi trước nha, mời bạn Phi. Sau đây mình nghiệm lý cái lá số của chị Yến. Thì chị Yến mệnh cư ở cung cung Mùi, có vũ khúc tham lang tòa thủ. Thì cứ nhìn thấy vũ khúc tham lang thì mình biết được là thông thường phú có câu á, cái này là bộ sát phá liên tham, thì đầu tiên nó yếu tố là tiền bần hậu phú, thì có nghĩa là chị làm gì thì làm, nhưng mà đường đời của mình thì mình phải sau tuổi 30 trở đi thì đường đời mình mới khá lên, mới có thành tựu. Đó là do sự tương tác giữa hai bộ tử vũ liêm với lại bộ sát phá tham. Thì ở đây chị là người mệnh mộc nên nên ở đây chị ăn sao tham lang nhiều hơn, nhưng mà này rất là tốt nha, vì chị ăn tham lang thì cái có nhiều cái cách trong lá số tử vi nó giảm bớt đi cho chị, rất là tốt. Tại vì thứ nhất là chị trong lá số này chị người dính vô mệnh, ta gọi là mệnh không thân kiếp. Thì thông thường mình sinh vào tháng 10 á, thì những người sinh tháng 10 á, người ta gọi là không kiếp vô luận. Nhưng mà thông thường á, thì cái không kiếp đó đó mình không thể nào không luận được, mà vẫn phải có luận trong này, nhưng mà yếu tố nó bị giảm đi. Giảm đi thì ở đây á, chị có tham lang. Tham lang thì nó thích nhất là hỏa linh, nhưng mà nếu mà gặp không kiếp thì nó cũng bị nặng, nhưng mà nó đỡ hơn là như coi sao vũ khúc. Thì nếu như mà tuổi đời đầu đầu đời của chị á, thì lúc mà ấy sinh ra có thể là mình sẽ có nhất tế bị bệnh hoạn vì không kiếp đánh phá. Nhưng mà có hỏa, có tham lang ở đây á, tà thủ á, thì nó giảm bớt đi. Mà chị có hay một điều là sát tinh chị trong cái lá số tử vi này á, nó được cái bộ mà sát phá tham á, nó đỡ lại, nên đường đời gì thì gì chị sẽ có thành tựu, mà cái tai nạn đối với chị nó đến nó cũng nhẹ hơn so với rất nhiều người khác. Khi mà lá số gặp không kiếp thì thông thường người ta nói là thân không kiếp á, thì nó gọi là không kiếp, thì nó gọi là thọ ngoài trung niên, thì có nghĩa là cho nghĩa là mình có thể là mình sẽ không thọ trường cao. Nhưng mà ở lá số chị thì em nghĩ là tuổi thọ sẽ tốt, bởi em sẽ giải thích thêm sau. Okay, thứ nhất là chị là người vũ tham, thì người vũ tham này rất giỏi, học kỹ thuật cũng được, đầu tư buôn bán cũng được. Nhưng mà em thiên về lá số này thì em thấy là chị ăn tham lang, thì chị sẽ thiên về làm ăn hơn. Ở cái điểm là chị vì tham lang cộ hỏa linh là có thể đi buôn đi bán, mà ở cái cung tài của chị thì có song hao cộ hỏa lộc, đây cũng là một cái thế mà rất thích buôn bán để kiếm tiền. Sau nữa thì đi về ở cung quan của chị á, thì chị có tử vi thất sát ăn con đà la. Đấy là trong cuộc đời của chị có những lần chị sẽ thành tựu, mà cái số này thì có thể khả năng chị có thể làm chủ. Ở đây chị đắc được ân quang thiên quý, thì cái số là lúc mình sinh ra được trời giống như là con cầu tự gì đã trời cho, nên cái số mình nó giải bớt cái hạn xui hạn chiếc cho mình, rất là đỡ. Hơn nữa chị ôm được tả hiếu chiếu rất là tốt, ăn thai tọa, có tả hiếu thì có người giúp, mà có thai tọa thì số mình hay được gặp những người quý nhân, số này hay được những người mà khi mình làm ăn cái gì hay có người nhảy ra giúp mình cần tiền thì có người giống như là trợ giúp cho, thì rất là tốt. Các lá số mà có tài hiếu chiếu thì rất là tốt. Thêm nữa là mình có hóa lộc, hóa lộc có thiên khôn, những yếu tố may mắn hay là ở yếu tố về làm ăn kinh doanh cũng có trong lá số này. Thì chị có hỏi về bạn đô sĩ, có muốn nói thêm sâu về bản mệnh của chị trước khi mình đi về cái hạn không? Chị Ok, có cảm hỏi ơn. về cái hạn 10 năm. Ok, để mình nói một tí về cái cung mệnh của cái chị này. Thì cái cung mệnh này là một cái cung mệnh khá là đặc biệt. Mình rất là có duyên với những cái bạn mà gọi là vũ tham luôn nha. Thì mình trong cái cuộc đời của mình á, mình quen rất là nhiều người bạn ngoài đời, chị Yến, là những người bạn vũ tham. Mà thường là không bao giờ mình thấy người vũ tham nào mà không có tài. Rất là có tài. Có nghĩa là trên một cái phương diện gì đó họ làm bất cứ việc gì ở ngoài đời, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, họ rất là một người đam mê sự nghiệp, thích làm kiếm tiền, thích
nghĩa là chuyên sâu, nghĩa là những cái người mà vũ tham luôn luôn họ có những cái đam mê và về một cái việc gì đó cuộc đời của họ là họ đào sâu, mà nhất là khi cung mệnh của chị lại có bộ địa không mà địa kiếp nằm ở hai cái cung mà mệnh thân như này, đây là cái mẫu người giống như bạn Phi nói hồi nãy đó, là người mệnh không thân kiếp, mẫu người rất đa tài sắc sảo nhưng mà gặp không biết bao nhiêu là cái chuyên chuyên, mà nhất là khi đời chị mà ăn con hóa kỵ thì nó cũng ảnh hưởng lên xuống, nó giống như cái sự mà chồi sụt lên cái cuộc đời mình, giống như sóng gió nó đến với mình rất nhiều. Nếu mà không có không kiếp á, thì cái con tham lang này rất tốt với con hỏa tinh à, nhưng mà khi mà nó gặp không kiếp mà hóa kỵ thì đời mình gặp nhiều cái bối rối, nhiều cái tình trạng, nhiều khi mình cũng gặp những cái hoàn cảnh mình rất là khó xử, nhưng mà được cái là mệnh mình là ân quan thiên quý, thì ân quan thiên quý đứng ở đâu làm như nó giải được cho mình tất cả những thứ như cuộc đời. Cho nên nhiều khi chị thấy cuộc đời chị nó có rất là nhiều thị phi, nó có rất là nhiều ngang trái, nhưng mà khi mà chị bình tâm lại, chị cứ cho đi, chị mặc kệ thiên hạ, thì lúc này là tự nhiên ông trời ông hóa giải cho chị đó. Cho nên cái người mà mệnh có hóa kỵ, thường thường trong sách tử vi người ta hay hay nói là những người ích kỷ, những người hay bị thị phi, mà không phải, cái người hóa kỵ đứng tại mệnh là cái người họ có tính thu vào thôi, họ không phải là người ích kỷ mà là họ lo cho bản thân họ trước, chuyện gì thì chuyện họ lo cho bản thân họ, thì lo cho bản thân mình đâu có gì đâu là xấu, chẳng qua là khi mình quá bảo toàn lực lượng của mình thì trở thành ích kỷ vậy thôi. Nhưng mà khi ân quan thiên quý thì lúc nào chị cũng là cái người gọi là cho nhiều hơn lấy lại, rồi cuối cùng mình cũng hay bị mang tiếng, cái dù có cho thế nào đi nữa cuộc đời nó cũng giống như nó đi một cái vòng lại, cũng không biết là ơn mình, thì con hóa kỵ nằm tại mệnh luôn luôn mình bị cái đó à, nhưng mà có hỷ thần đây thì chị này người cũng rất là vui vẻ vũ tham, mà nhất là con sao tham lang thì người thích giao du à, tham lang nó là có một cái tính gì đó đam mê trong đó, nó có một người nó hơi có tính sôi nổi, vũ khúc lại là cái con sao tài tinh, nó có nghĩa là đây là một cái người vừa có tín ngưỡng nha mà lại vừa thích về sự nghiệp nữa, đó là cả hai cái thứ đi chung với chị, nên cái mệnh này là mệnh của người phụ nữ khá khá độc đáo á bạn Phi hả. Nhất là người tối phá mà con thiên mã lại hợp hành với chị, gọi là chị giỏi các kiểu, gọi là giỏi các kiểu, nếu mà nói kinh doanh chị làm cũng được, về tôn giáo tín ngưỡng chị làm cũng được, tài chính làm cũng được, võ nghiệp làm cũng được à, nhưng mà người tính khá nóng tính, tuế phá mà đi chung với hỏa tinh nằm tại mệnh kiểu gì, kiểu tính khó tính, nóng tính lắm, đùng đùng lên là phải nói ngay đó, cũng khó giữ được, thì con hóa kỵ chính là cái con mà nó gây ảnh hưởng cho mình. Rồi mời lại bạn Phi nha. Trong lá số của chị em thấy một cái nét đẹp đó là cái cung Tật Ất. Thông thường á, cái thiên không ở đâu á, thì hay cho thấy là đường đời mình có mất mát, có tan vỡ gì đó, nhưng mà được cái gì đó đóng vô cung Tật Ất. Thì ở đây cho thấy một điều là chị về sức khỏe rất tốt, cái tai nạn, cái mọi thứ nó đến với chị rất là ít. Vì thế nó là chị thăm gọi thăm tuần nữa, tuần giáp ở đây thì cái cung về sức khỏe của chị là không cần phải lo, bệnh tật không cần lo. Tuy là chị là người không kiếp, hồi nhỏ sinh ra là bệnh rất nhiều, người ốm yếu rất nhiều, nhưng mà càng lớn lên càng đỡ đi. Ngay cả cái con pháp minh nó cung tài nó đỡ lại không kiếp cho chị cũng rất là tốt, nên về về sức khỏe là không cần phải lo. Thì chị có hỏi về cái hỏi về sức khỏe với cái đại Cho mình xin phép nói về sức khỏe cho chị vận. này mà trước khi bạn Ok, vâng. bạn Phi qua cái ý thứ hai, thì cái cung Tật Ất của chị ấy, nó may mắn là vì chị gặp được sao tuần mà nó lại vô chính diệu, cho nên nhiều khi mình cũng thoát gọi là chết hụt nhưng mà mình thoát được là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình gặp Hồng Loan. Hồng Loan là cái con sao nó chủ về máu huyết, nó cũng nói khó sanh nở trong vấn đề mà sanh con là cũng phải cẩn thận. Bản thân của mình là ông hóa kỵ tại mệnh là hồi nhỏ rất là dễ vì sông nước là phải cẩn thận, mà nhất là con địa không địa kiếp mà nằm trong tam hợp, nó làm cho mình cũng gọi là nhiều cú hú hồn hết vía cuộc đời mình đấy. Nhưng mà con sao tuần ở đây thì nửa đời sau từ từ tuần nó làm mạnh lên cái cung đó, nó giảm lại đi rất là nhiều, nhất là có con sao thiên không mà nó cũng hóa giải, nhưng mà ít nhiều gì từ bé cũng có những cái fan hơi bị gọi là hơi bị sợ đúng không? Thì nhưng mà những cái người mà cung mệnh đứng tại cung mùi và cung sửu, giống như những bài trước mà mình có nói những bạn học yêu tử vi để ý, thì hai cái cung này nó rất là đặc biệt, là nó hay làm cho mình bị, đầu tiên là hay bị đau cổ, thứ hai là bị đau cái đầu của mình. À, thì những người mà đứng cung mùi với cung sửu thì em hay khuyên là nên đi ra ngoài nhiều. Nếu mà chỉ có thể ví dụ như ra ngoài vận động, đi ra ngoài buổi sáng, cái ánh sáng mặt trời nó làm cho cái cung sửu với cung mùi đó nó giảm đi được rất là nhiều những cái gọi là đau đầu nhức óc của chị. Nếu mà chị hàng ngày chị làm mà chị thấy bị đau đầu, thứ nhất là mệnh chị có hỏa tinh, có không kiếp, đứng như thế này là chị hay bị stress, hay bị những cái suy nghĩ trong đầu mình làm mình giống như là bị, mình nói thần kinh này hơi quá đáng, nhưng mà nó có một cái gì đó nó làm bị hơi bị u uất, hơi bị khó chịu,
chịu, thì chính cái ánh sáng nó sẽ làm hóa giải cái bệnh thực ách cho chị. Cho nên ở đây cung thực ách là em khuyên là nên đi bộ, chạy bộ, nó có thể dùng ánh sáng là rất là tốt. Nhà cửa cũng nên ở những cái nơi nào mà nó thoáng thì nó sẽ giải rất là nhiều trong cái vấn đề thực ách của chị. Mời lại bạn bạn Phi nha. Anh ban Rosie cho thêm ý về cung cung tử tức, cái cung điền của chị ý. Ok, Hai cung nó cũng đẹp. cung tử tức á, thì là chị vô chính diệu à, thì những người mà vũ tham á, thì cung tử tức thường thường là họ khó sanh, nhất là cung mệnh của chị này là có không kiếp, thứ hai là cung tử ách có hồng loan, thì chỉ nhìn như đây thôi chưa cần nhìn cung tử tức là cũng thấy chị không phải là đông con đâu, chị vừa thôi, nó có thêm một hoặc hai đứa, thì cái số con của chị nó ít, mặc dù là vì là mình cái mệnh của mình bị như vậy thôi, nhưng mà cung tử tức mình thì lại không có sao xấu, nó lại có bực bộ cơ lương chiếu qua, cơ lương mà Ryu Yi mà quả tú đi thế này là nói lên con mình sau này là những đứa con thông minh, nó có con được thì con rất là thông minh, con là những người ngộ đạo và nó sẽ có những cái tính gọi là nó có cái tính riêng của nó, nghĩa là nó sống cuộc đời tự nhiên lớn lên nó biết tự làm chủ cuộc đời, nó biết có cái ý định riêng, cho nên những cái người mà cơ lương mà cung điền mà chiếu cung tử á, là em hay khuyên nó là mình đừng nên áp đặt con cái mình nhiều quá lúc nó bé, tại vì cơ nó là cái đầu. À, thì mình khi mình áp đặt nhiều vào cái đầu của nó, chính mình gây ra cái sự ảnh hưởng tâm lý cho nó là do mình chứ không phải do nó. Cho nên là những cái đứa mà tử tử, tử như là cung tử tức á, mà có cơ lương á, là hãy để cho nó tự phát triển theo cái chiều hướng tự nhiên. À, thì lớn lên nó sẽ rất là đứa con gọi là tốt, à, chủ được về hậu bối, nó được năng lực động lực nó tốt, lớn lên nó độc lập lắm, cho nên không phải lo. À, kế nữa là cung điền của chị này có cơ lương á, là nó nói lên là nhà chị thường thường ở những cái nơi mà nó cũng không phải cái nhà của mình, nhà cổ, nhà cũ. À, nghĩa là cái nhà nó giống như là mấy bạn biết mấy cái nhà mà ở mà lâu năm á, thì cái thiên cơ thiên lương nó cũng giống vậy. Nếu mà nói cái chùa cái đình thì hơi quá đáng, nhưng mà nói đại khái cái kiểu nó như vậy là cái thường thường cái khu nhà của mình nó lại hợp với mình. Quả tú mà đóng cung điền thì nhà nó giữ được nhà cửa khó bán, thiên trù thì tại nhà mình hay thích ăn thích uống không, những nhà có cái gọi là có lộc ăn trong nhà tốt, nó là cái cung điền của mình như vậy. Mời lại bạn Phi nha. Vì người người nữ mà mệnh tham lang á, thì luôn luôn có sao thiên phụ đóng cung phu, nhưng mà tại vì anh thấy cung phu của chị ở đây á không có sát sinh, nên nói chung là cái cung phu chị với chồng là tốt. Tiếc là chị người mệnh mộc nó hơi khắc cái người chồng, có nghĩa là có thể là chị thấy là người hơi lấn lấn át chồng một chút, nhưng mà chồng thì mọi thứ đều được. Lúc mà quen hai người kết hôn thì có thể là anh ấy có điều kiện, gia đình có điều kiện chút rồi. Thì duyên chị á, thì cái bản mệnh chị á, phi chị em ôm tả hiếu, ôm thai tọa mà chị lại giáp xương, giáp khúc, giáp khoa, khắc quyền, giáp âm, giáp dương, vậy là cái số này chị rất đẹp nha. Càng về sau đường đời càng sáng lên. Cho thấy một điều á, là khi bắt đầu chị vào những cái đại vận, bắt đầu từ năm 46 đi, chị có nguyên hướng làm chủ, vì chị ăn tử vi thất sát. Tử vi thất sát là cái bộ mà lao ra đường, thích thích va chạm, thích làm lớn, thích đứng đầu, thích làm chủ. Ở đây á, chị lại thất sát, người ta thông thường người ta gặp đà la đó, người ta hay có tai nạn, thì đà ngộ má đó là đi, mình đi hai đường đó, mình hay bị cạ quẹt, mình bị đụng xe gì đó, là cái thế đà má ngộ tuyệt này. Nhưng mà được cái là chị có đà la, nó đỡ, có thất sát nó đỡ cho đà la lại. Nên là cái thế này á, chị lại là cái người mệnh tuế phá nhất từng con thiên má, mà thiên má này nó lại là thiên má hành thủy, mà chị là mệnh mộc, nó sinh ra mình rất là tốt. Nên trong cái bước này, coi như là những năm này, chị thấy là hay đi tới đi lui làm ăn buôn bán trong cái việc của chị, và chị làm chủ nha, mà chị lại có khuynh hướng là đầu tư làm ăn, nên cái yếu tố làm chủ này nó sẽ rất là tốt cho lá số của chị. Nên trong 10 năm này, nói chung là tuy là chị là trong cái tam hợp hành về hợi máu mùi là hành mộc, nó khắc lại cái thiên thời của chị, cho nên là chị buôn bán làm ăn khá lên, nhưng mà rất là vất vả, cực lắm. Đại trong cái hạn 10 năm này chị hơi cực, nhưng mà tai qua nạn khỏi mới làm ăn được. Mà sức khỏe thì trông chừng chị có không kiếp chiếu về thì chị phải có một cái sự khám bệnh định kỳ thường xuyên cho mỗi năm để check up. Chị không biết là có thể là, tại vì tuy là tử vi nó chiếu cho mình thì về sức khỏe đỡ bị tai nạn, nhưng mà mình vẫn phải kiểm tra thường xuyên để tránh những cái trường hợp mà có thể giúp cho mình tốt hơn. Ok, bạn Rosie có ý chị không? Cảm ơn bạn Phi. Mình để các bạn để ý, học tử vi để ý là khi chúng ta nhìn về cung thực ách đó, chúng ta muốn biết thêm bệnh của mình đó, thì chúng ta nhìn vào cung huynh đệ nha. Thì cung huynh đệ tại nó trong tam hợp thực ách, thì cung huynh đệ của cái chị này là chúng ta nhìn là có thiên đồng, có thái âm, có văn xương, hóa khoa,
có linh tinh thiên hình tử phù, có đào hoa phong cáo, thì chị này không tránh được cái bệnh gọi là về tim mạch, hoặc là về những cái bệnh giống như đường máu, đường huyết, những cái nước trong người mình đó, thiên đồng thấy âm đó, đau bụng hoặc là đôi mắt của mình là rất là nhiều những cái bệnh đó, mà chắc chắn là đời phải có một lần mổ xẻ, người phải có cái thẹo thôi. Đó là những cái bệnh tật thì nhìn luôn cung huynh đệ, các bạn học tử IP nha. Cái thứ hai nữa là cái đại vận này nè bạn Phi, là chỉ rớt vào cái cung quan mà có tử tử sát, có thiên mã, mà cung cung tài mà ngộ không kiếp mà có song hao, là chị này trời ơi, rất dễ làm những cái mảng trái mảng đen của xã hội. Ở đây em không có khuyến khích nha, nhưng mà nếu làm mình có khả năng rồi gọi là cũng được đấy, chứ không phải là không, là có máu me trong người cũng có làm mấy cái này. thì ở đây là thấy như vậy. Thì đó là cái đại vận kế tiếp, mà thiên mã mà ngộ Đà La là cũng trong cái vấn đề quan trường, cũng không phải là trong sáng gì đâu, cũng có nhiều gọi là mánh mối, cũng có nhiều các kiểu đấy, là gọi là thiên mã mà ngộ Đà La, cũng có chút xíu gọi là xảo trá trong đó đấy. Thì là cái cách cung quan của chị này. Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không ta? Chị có hỏi thêm về cái vận năm nay, thì À, năm duyên nay năm nay á thì Lưu Thái Tuế của chị rơi vào cung nô, rơi vào cung nô mà ngộ song lộc chiếu, thì cho thấy là cái vấn đề mà buôn bán năm nay, làm ăn với bạn bè năm nay rất là tốt, vì lộc tồn có lưu lộc chiếu về ở ngay cung nô, có rất nhiều yếu tố về nghiệm về lưu niên, thì bạn có gì có ý để cho chị không? Năm nay á, là năm 2020 nha chị nha, thì là chị có lưu thiên mã mà ngộ lưu tang môn, đây đã nói lên là mình sẽ bị té xe hoặc là bị gãy chân hoặc là bị về cái gì đó về cái chân của mình đó, thì phải cẩn thận năm nay. Lưu thiên mã gặp lưu tang môn là nằm ngay cung Thạch Ách nữa, mà có cô thần ngộ thiên không là chị cẩn thận về cái đó, leo trèo đi đừng có leo cao hay là leo thang hay cái gì đó, chị nhớ cẩn thận mấy cái đó là chị ok. À, nói về Thạch Ách thì chỉ sợ cái đó thôi, còn năm nay thì em không Năm thấy cái gì lớn lắm. năm nay tiểu hạn về cung Tý, Lưu đại hạn về cung Tử, thì cho thấy một điều á là năm nay mọi thứ em không thấy sát tinh xung phá, mà thấy lưu lộc, thì có thấy là năm nay của chị rất là thuận lợi về mọi thứ, thì có nhiều yếu tố liên quan tới bạn bè bố mẹ và con cái là những người lưu tâm hàng đầu trong năm nay của chị. Nếu là Lưu Thái Tuế thì đóng cung nô thì cũng là trong tam hợp này mà có lộc, thì cho thấy là khả năng tương tác với bạn bè làm ăn sẽ là rất khá, rất tốt trong năm nay, cụ thể là rơi vào những tháng như tháng 6 và tháng 10, đó là những tháng đẹp cho làm ăn. Rồi, xin phép hết. Rồi, cuối cùng thì em chúc cho chị có một năm mới được gọi là trọn vẹn, bình an, cả gia đình vui vẻ. Rồi, chào chị nhé.